Giàn mỹ nhân hoa ngữ dù xinh đẹp đến mấy cũng không dám để lộ vầng trán. Dương Mịch một lần lỡ dại bị pressing suốt 7 năm. Đường Yên không dám vén mái. Tôn Lệ để hoài một style tóc suốt 20 năm chẳng thay đổi. Nếu để ý chắc mọi người sẽ nhận ra, nếu như ngày xưa giàn mỹ nhân đình đám chẳng ngại vén mái thật cao để khoe vầng trán mỹ miều thì bây giờ rất ít người dám bắt chước theo. Thậm chí, có những sao nữ cực kỳ đặc biệt không dám búi tóc cao hay để lộ trọn vẹn vầng trán thông minh, làm mọi cách để che giấu. Tống Thiến, nữ thần Kim Ưng Tống Thiến chính là cái tên đầu tiên gia nhập hội chẳng dám vén mái đó. Thật ra, vầng trán của cô khá đầy đặn và sáng sủa, rất đáng để ngưỡng mộ. Thế nhưng, có lẽ vì muốn giữ hình tượng trong trẻo yêu kiều mà người đẹp này quyết trung thành với tóc mái đến cùng. Lần hiếm hoi xuất hiện với tóc búi cao trong phong khởi lạc dương, Tống Thiến đã bị nhiều khán giả pressing vì dùng bộ tóc giả chân trùng kín quá nửa trán, khiến tổng thể khuôn mặt người đẹp này mất cân đối, chẳng còn hút mắt như ngày xưa nữa. Viên Tuyền vốn là một thanh y nổi danh của hoa ngữ, viên tuyền sở hữu vẻ đẹp dịu dàng rất đặc biệt khiến khán giả mê mẩn mãi tuy nhiên đó là lúc người đẹp này để mái thôi còn khi vén mái thì bao nhiêu khí chất thanh tao của viên tuyền mất hết thay vào đó là khuôn mặt góc cạnh có phần sắc nét hơn nhiều có lẽ viên tuyền cũng chẳng tự tin với khuyết điểm này nên nhất quyết giữ nguyên một kiểu tóc từ phim này sang phim khác khiến khán giả phải kêu trời mãi vì tạo hình một màu đó trình tiêu nữ thần tượng trình tiêu cũng là cô gái nói không với việc để lộ chán bình thường trong người đẹp này rất xinh xắn ngọt ngào đậm chất idol hoàn mỹ ấy vậy mà chỉ cần bỏ đi phần tóc mái thì trình tiêu lại trở nên nhạt nhòa chìm nghỉm giữa dàn mỹ nhân hoa ngữ rồi chẳng biết có phải vì vấn đề này mà trình tiêu dạo này chẳng còn được săn đón như trước các bộ phim do cô đóng chính đều flop thê thảm đường yên đường yên cũng là cô gái có phần chán rộng tương tự như trình tiêu chính vì vậy mà cô vẫn cố gắng che bớt khuyết điểm này bằng cách biến tấu phần tóc mái nếu bắt buộc phải búi tóc cao trong phim cổ trang thì đường yên sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của đồ trang sức che bớt phần chán thông minh giúp cô trông thanh thoát yêu kiểu hơn Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các stylist, Đường Yên mới giữ được hình tượng trong trẻo ngọt ngào dù đã hơn 40 tuổi và đã lên chức mẹ, khiến người ta phải ghen tị vì hình tượng nữ thần không tuổi. Tôn Lệ, sau thành công của chân hoàn truyện, Tôn Lệ ngày càng nổi tiếng hơn, cũng bị người ta chú ý nhiều hơn đến style ăn mặc. Nếu để ý kỹ, mọi người sẽ dễ dàng thấy trong quãng thời gian 20 năm qua, nương nương của chúng ta vẫn luôn trung thành với phần mái, chưa bao giờ để lộ đường chân tóc ở trán đâu. Nguyên nhân chính là vì cô có vầng trán rộng khiến tổng thể khuôn mặt trở nên thiếu cân đối, sang trọng và dựa vào tài nhập vai xuất sắc quá đỗi, Tôn Lệ đã khiến khán giả bỏ quên luôn phần chán của mình. Dương Mịch Dù được coi là biểu tượng thời trang của hoa ngữ, nhưng Dương Mịch vẫn phải đau đầu không thôi vì phần chán phản chủ đó. Trong tam sinh tam thế thập lý đào hoa, vì lỡ hợp tác với chuyên gia tạo hình của Trương Mạn Ngọc và Vương Tổ Hiền mà cô phải xuất hiện với tạo hình búi tóc cao như các đàn chị, để lộ phần chán rộng chiếm trọn spotlight. Khi ấy đường chân tóc quá cao của Dương Mịch từng là đề tài bàn tán cực kỳ hot của hoa ngữ, đến mức nàng Dương còn phải tuyên bố đi cấy tóc đó. Cũng từ ấy, nữ diễn viên nói không với việc khoe chán luôn làm mọi cách để giấu nó đi